Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ sự thật chính xác 100%. Cuộc đời tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, số mệnh phú quý, hậu vận giàu sang, càng già càng giàu có, của cải chất cao như núi, an nhàn hưởng phúc lớn bên con cháu. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tử vi chọn đời mới nhất. Quý vị thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài, cũng có thể ngắn, thế nhưng sống trên cuộc đời này, sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả, gian nan buộc lòng ta phải cố gắng, cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử vi học có nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Giáp Dần mang mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám, ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân đố kỵ, ganh ghét, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua Giáp Dần liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm mãi chẳng thấy tiền đâu, lại gồng gánh trên vai cả đống nợ cực khổ vô cùng. Tuy nhiên, qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, bước sang tuổi 51 của cuộc đời, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nếu chú ý điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật thương xót mà cải biến số mệnh, rẽ mây đen vượt lên, đổi đời đổi vận chỉ trong chớp mắt, tiền bạc ùn ùn đổ về, giàu như vũ bão khiến ai ai cũng kính nể, đến khi về già sẽ tận hưởng phú quý vinh hoa, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy, cụ thể vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Giáp Dần sẽ diễn biến như thế nào? Từ năm 51 tuổi sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Giáp Dần cần chuẩn bị 3 việc nào? Để đón phúc giàu sang, tiền vàng ngập két, sống sung sướng ấm no cả đời, tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé! Là con giáp thứ 3 trong hệ tử vi phương Đông, lại mang tính cách đặc trưng của loài hổ, chúa Sơn Lâm, người tuổi Giáp Dần luôn tỏ ra oai phong hùng dũng. Họ khiến mọi người xung quanh, thậm chí cả kẻ thù phải nể sợ. Cũng bởi lẽ đó, người tuổi Giáp Dần khó tìm được bạn bè thật sự thân thiết. Cuộc đời của người tuổi Giáp Dần được Phật Tỳ Sa Môn hộ mệnh, Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ, Dược Sư Như Lai ban phúc và Phật Long Thù Bồ Tát ban cho trí tuệ. Theo tử vi, tuổi Giáp Dần lúc nào cũng vui tươi và ngập tràn tinh thần lạc quan, yêu đời. Dù họ có phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, nhưng ý chí, sự quyết tâm và tinh thần thép luôn giúp họ vượt qua. Trong công việc Giáp Dần coi trọng chữ tín, khi đã được giao phó một trọng trách nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, tuy tiền vận vất vả, nhưng vào chung vận họ thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ giúp đỡ tạo nên cơ nghiệp đồ sộ, gặt hái được nhiều thành công, tài lộc cũng hanh thông dồi dào, tình tiền đều như ý nguyện. Tử vi học có nói, khi về già Giáp Dần sẽ luôn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, vì vậy họ chỉ cần bỏ ra một thì có thể thu được 10. Càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội, cuộc sống của con giáp này sẽ là con đường màu hồng, hai bên là hoa thơm cỏ lạ, tạo ra một bức tranh bình yên chốn nhân gian. Đặc biệt hơn hết, Giáp Dần luôn có tinh thần lạc quan, nên họ chỉ cần vui vẻ sống thì đã thu hút được nhiều tài vận. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Giáp Dần. Năm sinh âm lịch, Giáp Dần 1974, địa chi, lập định chi hổ, tức là hổ tự lập, mệnh đại khe thủy, là nước dưới khe lớn, cung mệnh năm 1974, nam cung cấn thổ,
thuộc Tây Tứ Mệnh, cung mệnh nữ 1974. Nữ cung đoài kim, thuộc Tây Tứ Mệnh, màu tương hợp, trắng, đen, màu tương khắc, vàng, Phật ban phúc, Đại Phật Như Lai, Phật ban trí, Bất Động Tôn, Phật hộ mệnh, Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ, Hư Không Tạng Bồ Tát, hướng hợp nam 1974, Tây Bắc, Tây Nam, Tây và Đông Bắc, hướng hợp nữ 1974, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và Tây, con số hợp mệnh 4,671, con số khắc mệnh 8,2,5. Nói về tuổi Giáp Dần, xét theo yếu tố thiên can trong tuổi. Thiên can Giáp là can đứng đầu trong 10 thiên can, Giáp ở đây là chỉ cây lớn, cây đại thụ, thuộc họ thân gỗ, cứng cáp, có tán lá tỏa rộng, sống trong rừng sâu, tính chất cường tráng. Tất cả các vật bằng gỗ đều tượng trưng cho giáp mộc, các vật này nếu làm từ gỗ cây càng to, càng cao thì tính chất càng cường tráng, càng vượng khí giáp mộc. Thiên can Giáp là đầu thiên can, thuộc dương mộc, thường ẩn mình không phô trương, tính chất chung là học giỏi, nổi trội, thi đỗ cao, thường đạt thủ khoa. Căn Giáp còn tam hợp với Dần, Ngọ, Tuất, sẽ được hưởng vòng lộc tồn chính vị. Đây là mẫu người trực tính, mang nhiều tham vọng, họ luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm, không những riêng bản thân mà còn với tập thể, đồng bào, đất nước. Tương lai những người thuộc Giáp Dần đều sẽ thành công, có địa vị cao trong xã hội ở mọi ngành nghề. Thêm vào đó, Giáp Dần thông minh hơn người, thời niên thiếu thường vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Vì cầm tinh con hổ nên tính tình của người tuổi Giáp Dần thích phiêu lưu, ưa mạo hiểm và có nhiều tham vọng, dù ở địa vị nào cũng không bằng lòng. Những người này có nhiều dũng khí, nên khi quyết tâm làm điều gì thì sẽ làm đến cùng. Tuy nhiên, đôi khi họ sẽ rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt vì quá tự cao vào bản thân, tạo nên nhiều bước thăng trầm trong cuộc đời. Đặc biệt, can Giáp còn là người có tâm đức, luôn học hỏi hợp với những người cùng chí hướng, họ sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn. Người thuộc can này không có tính cách xăm soi người khác, luôn để lại ấn tượng tốt, sống đàng hoàng chính trực. Đây là người có xương đầu to, trán cao bằng và rộng, khuôn mặt dễ gần dễ mến, lời nói gần, dễ nghe dễ hiểu. Tuy nhiên, họ dễ có bệnh về khu vực đầu, gân, gan, mật và huyết áp cao. Còn xét về địa chi trong tuổi thì Giáp Dần có tính cách vận mệnh ra sao? Nhắc đến chi Dần là nhắc đến những người tuổi hổ mạnh mẽ, tự tin và kiên cường. Ở người tuổi Dần có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn, để quán xuyến tất cả mọi việc. Hơn nữa, bản chất trời sinh vốn thông minh, lanh lợi, họ cứng cỏi quyết đoán trong mọi việc. Nhưng đôi khi khá bướng bỉnh kiêu ngạo, nên cuộc đời của tuổi này thường gian nan lúc đầu, về sau mới được như ý, công thành danh toại. Trong cuộc sống, tuổi Dần được biết đến là con giáp có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả, và họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Giáp Dần được nhiều người ngưỡng mộ kính nể. Người tuổi Dần khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Họ thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Họ thường đi theo chủ nghĩa chính nghĩa, ghét vòng vo tam quốc. Nếu muốn cuộc sống yên ổn bình an, thì có lúc tuổi Dần cũng phải phối hợp biểu diễn với một vài người trong xã hội. Cũng có lúc vì tính cách quá thẳng thắn, nên họ cũng mạo phạm đến cả cấp trên của mình. Tính cách của con giáp này thích động, chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người đây là con giáp phóng khoáng, nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Tuy nhiên, người tuổi Dần vốn là người nóng nảy vội vàng, nên hay hành động hồ đồ, điều này khiến sự phán đoán của họ có lúc không được chính xác. Vậy nên tuổi Dần là những người thường xuyên thay đổi rất nhiều nghề nghiệp, họ không thích ì trệ ở một chỗ cố định hoặc bị ràng buộc từ bên ngoài. Phụ nữ tuổi Dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút, khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không những xinh đẹp, phụ nữ tuổi Dần còn rất thông minh tài giỏi, họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp địa vị cho mình. Họ thích cuộc sống độc thân, tự do thoải mái, không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao phụ nữ tuổi Dần có xu hướng kết hôn khá muộn, ngoài thời gian làm việc. Cô ấy đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua sắm chăm sóc sắc đẹp. Họ có tâm hồn yêu thiên nhiên, động vật và những đứa trẻ.
đàn ông tuổi Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lợi. Vì thế họ sớm trưởng thành có ý chí quyết tâm tự thân lập nghiệp, họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc ai, ỷ lại vào ai. Trong công việc, họ hành động quyết đoán và chắc chắn, ít khi mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của đàn ông tuổi Dần là đa nghi, không tin tưởng người khác. Những người tuổi Dần khi còn trẻ đã ham học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng lứa, càng trưởng thành họ càng có đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên tầm thường với cuộc sống xa hoa sung sướng, thì tuổi Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa uy quyền. Trên phương diện tình bạn, người tuổi Dần dễ dàng kết bạn với những người tuổi Hợi, bởi lợn hiền lành, nhường nhịn, sẽ không bao giờ khiến hổ phải tức giận. Trên phương diện tuổi tác làm ăn, tuổi Dần có thể hợp tác với những người tuổi Tuất, tạo nên một mối quan hệ gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Ngọ và tuổi Dần nhanh chóng tìm được sự đồng cảm, tiếng nói chung của mối quan hệ ngay từ lần đầu gặp. Họ đều năng động, nhiệt tình và cởi mở. Người tuổi Ngọ sẽ là hậu phương giúp đỡ tuổi Dần trong từng bước phát triển sự nghiệp. Nếu như kết bạn hợp tác với những người tuổi Dậu, Mùi, Tý, người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, khó khăn đều có quý nhân giúp đỡ. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Theo tử vi chọn đời tuổi Dần, người tuổi Hổ có mệnh phúc tinh, có người che chở nên gặp dữ hóa lành, họ có tài năng hơn người, lại dũng cảm dám nghĩ dám làm, vì thế mà có thể làm nên đại sự, cuộc đời thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn hoạn nạn. Tuổi Thơ dù không được sung sướng đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn vất vả, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp. Tuổi Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý kính nể, họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua quá nhiều gian nan thử thách. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ được nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu. Cuộc đời được Phật, Đại Phật Như Lai ban phúc, Bất Động Tôn ban cho trí tuệ, Phật Tỳ Sa Môn hộ mệnh và Phật Hư Không Tạng Bồ Tát độ mệnh. Về tài lộc, người tuổi Giáp Dần có phần không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc, đối với họ thứ quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là tín ngưỡng, là tinh thần, chứ không phải tiền tài. Nguồn thu của họ phụ thuộc vào mục tiêu và lý tưởng mà họ quyết tâm theo đuổi, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Dù không quan tâm nhưng vận tài lộc của họ rất đỉnh và dồi dào bất tận, càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi. Về tình cảm, đây là người giàu cảm xúc, có nhân duyên tốt, tuy nhiên tình cảm phong phú nên họ thường đau đầu vì chuyện hôn nhân. Tình yêu, trong gia đình họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn. Trong cuộc đời được ông quan đế độ mạng ban cho sức khỏe, nhưng do thời trẻ lao thân kiếm tiền, vì trách nhiệm gia đình và xã hội, nên sang chung vận sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Nên chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe, tuổi thọ trung bình từ 67 đến 92 tuổi, nhưng nếu ăn ở có phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống thọ đến già, hưởng lộc con cháu từ năm 55 tuổi. Đầu tiên, xem tử vi tài lộc chọn đời tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, người tuổi Giáp Dần có tài lộc khá giả, họ vui vẻ vì được làm điều mình thích, tự hào vì lý tưởng mà mình theo đuổi. Tài lộc cũng theo đó mà tới, tuy nhiên, đôi khi Giáp Dần vì để ăn mừng chiến thắng mà thể hiện rằng họ thích tiêu tiền và rất hào phóng, họ có thể khá bốc đồng trong chi tiêu vì biết rằng mình luôn có thể kiếm nhiều hơn thế bằng cách này hay cách khác. Tùy theo vận may, người sinh năm Giáp Dần có thể chuyển bại thành thắng, chuyển vận đổi đời ngay trước giai đoạn cam go và khó khăn nhất về tài chính. Cho dù có sắp phá sản, họ cũng luôn tìm được lối thoát cho mình, họ sẵn sàng để mất toàn bộ tài sản nếu điều đó đồng nghĩa với việc họ có cơ hội kiếm được gấp đôi. Thời trẻ vì sự táo bạo và liều lĩnh này mà nhiều lần được ăn cả ngã về không, tài vận không được ổn định. Nhưng từ trung vận trở đi con giáp này sẽ có tài lộc bất tận, họ thận trọng hơn và biết quý trọng tiền bạc, nên tài lộc danh vọng đều phất nhanh như diều gặp gió. Đặc biệt là trong năm 2024 này, tuổi Giáp Dần hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, cũng như vận khí may mắn sẽ đến với bản mệnh, theo tử vi dự báo. Nhờ đặc biệt có quý nhân chỉ đường, cát tinh soi chiếu, giúp cho cuộc sống của chủ mệnh thăng hoa phát triển hơn, giai đoạn 2024 này, vận trình công danh sự nghiệp của Giáp Dần có nhiều khởi sắc, giúp cho tài lộc cũng tăng nhanh. Một phần cũng là nhờ vào sự xuất hiện đúng lúc của quý nhân, giúp bạn sửa chữa khắc phục được những vấn đề nan giải. Từ 52 tuổi, Giáp Dần sẽ có những chuyển biến, những sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, thu nhập lương bổng hay công ăn việc làm. Chính vì vậy hãy nhân cơ hội này tìm ra điểm mạnh thế mạnh của bản thân mình,
hoặc là những điều mà bản thân Giáp Dần thật sự mong muốn. Khi mọi việc mới bắt đầu sẽ gặp phải nhiều trắc trở chướng ngại, điều Giáp Dần cần làm bây giờ chính là kiên trì nhẫn nại để theo đuổi ước mơ, mục tiêu và đam mê đến cùng. Sau đó quý nhân nhất định sẽ giúp đỡ cho Giáp Dần, góp phần giúp Giáp Dần đạt được những thành công tốt đẹp. Với những ai làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh thì có thể thử sức của bản thân với những hạng mục dự án mới, đừng vì khó khăn vất vả mà e sợ hay chùn bước, bởi vì đây chính là yếu tố tất yếu quyết định đến sự thành công của tín chủ. Ở khoảng thời gian này thì Giáp Dần nên chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, đồng nghiệp, đó có thể là những người giúp đỡ gia chủ rất nhiều trên phương diện tài lộc cũng như làm ăn đấy. Lời khuyên tài chính, đừng đầu tư vào những phi vụ mà bạn không có khả năng quản lý hoặc nằm ngoài chuyên môn cá nhân, đồng thời phải cẩn thận với các mối giao hữu. Tuyệt đối không được đầu tư một cách nóng vội, hãy luôn quan sát và đánh giá độ tin cậy của bạn bè, người quen, cũng như tình hình tài chính của họ trước khi tham gia hợp tác. Bạn nên tích cực lắng nghe và làm theo lời khuyên từ những người đi trước, việc này sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ phá sản. Ngoài ra, việc lựa chọn tuổi để làm ăn đối với Giáp Dần cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Theo luận đoán tử vi, tuổi Giáp Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, Giáp Dần để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, Giáp Dần không nên kết hợp với các tuổi Tân Dậu, Kỷ Dậu, Kỷ Tỵ, Ất Mão, Đinh Tỵ, bởi đó là những tuổi đại kỵ không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Tử vi chọn đời sự nghiệp tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Con hổ thích những công việc có tính cạnh tranh cao, bản lĩnh, sự nhanh nhạy và năng lực phán đoán của họ được thể hiện rõ ràng nhất khi tham gia vào những môi trường sôi động và có nhiều biến đổi. Họ không chịu nổi những công việc có tiết tấu chậm rãi, lặp đi lặp lại và cố định. Đây là những người thích hợp để tôi luyện bản thân qua thử thách, từ đó tìm được con đường tới thành công. Mang trong mình tư tưởng chính nghĩa mạnh mẽ, con giáp này căm ghét sự lươn lẹo không đàng hoàng, thêm vào đó họ có tính bốc đồng. Nếu thấy việc sai trái thì cho dù có là cấp trên của họ, những chú hổ cũng sẽ không ngần ngại mà mạnh dạn bày tỏ sự phê bình của mình. Xem tử vi chọn đời tuổi Giáp Dần thường xuyên ta có thể dễ dàng thấy được một điều quan trọng nữa mà tuổi Giáp Dần cần quan tâm là cách họ phản ứng và hậu quả của sự nóng nảy. Kẻ thù tồi tệ nhất của con giáp này là thiệt hại do họ gây ra cho chính mình trong các cơn bốc hỏa, sự nhanh nhẹn và trí thông minh sắc bén giúp tuổi Giáp Dần học rất nhanh, bản tính chóng chán cộng với khát khao thử thách khiến họ đổi nghề nhiều hơn so với các con giáp khác. Một số người sinh năm Giáp Dần tuy không thường xuyên đổi nghề nhưng lại thích làm cùng lúc nhiều việc. Người sinh năm này thường có chung mục tiêu trong cuộc sống. Thế nhưng dù làm trong lĩnh vực nào, tính cách của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cũng chinh phục vinh quang bằng cách sắp xếp công việc khoa học hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Nhìn chung thì đường công danh sự nghiệp của con giáp này vẫn có nhiều điểm sáng, có phúc tinh soi chiếu, được bề trên che chở nên gặp dữ hóa lành. Họ có tài năng hơn, lại dũng cảm dám nghĩ dám làm, vì thế mà có thể làm nên đại sự. Tuổi trẻ để tạo dựng chỗ đứng, nhưng từ trung vận trở đi, con giáp này nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, cả cuộc đời con giáp này luôn tâm huyết chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa uy quyền. Người khác sẽ thấy những người tuổi Giáp Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra, tuổi Giáp Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc vươn lên phát triển bản thân. Đối với tuổi Giáp Dần, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, họ có cố gắng phấn đấu để đạt được một địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người thân hay những người gặp khó khăn mà không hề do dự. Chính vì vậy, phúc phần nhận lại được cũng rất nhiều. Tới trung và hậu vận họ sẽ liên tiếp có những vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều cuộc sống êm ấm hạnh phúc về già được hưởng phúc từ con cháu. Về tình cảm gia đạo chọn đời. Về tình cảm, người tuổi Dần đa số có đường tình duyên rất thuận lợi, may mắn, họ sẽ chẳng phải chạy theo ai trong cuộc đời. Ngược lại, tuổi Giáp Dần luôn có nhiều người theo đuổi mình. Giữa đám đông, họ luôn là người nổi bật nhất, không chỉ vì hình thức bên ngoài, mà còn vì phong cách nói chuyện sự cởi mở hài hước của mình. Tuổi Giáp Dần yêu một cách hết mình, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Họ yêu bằng trái tim và cảm xúc thật của mình, chân thành và trung thủy. Tuổi Giáp Dần luôn đem lại niềm vui tiếng cười cho người yêu. Bằng sự hài hước thân thiện của mình, họ biết cách làm mới tình yêu, hết lòng vun đắp xây dựng một mối tình trọn vẹn dài lâu. Đàn ông tuổi Giáp Dần khi yêu rất ngọt ngào và mãnh liệt, họ biết cách chia sẻ nhường nhịn và lắng nghe một nửa của mình, luôn sẵn sàng làm mọi thứ để người yêu được vui vẻ, hạnh phúc,
đàn ông tuổi Giáp Dần là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Họ thích chiếm hữu đối phương bởi sự đa nghi của mình. Đôi lúc đàn ông tuổi Giáp Dần cũng ghen tuông một cách mù quáng vô lý. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Giáp Dần thường rất gia trưởng, luôn muốn người khác phải nghe theo sự chỉ đạo của mình. Càng chung sống lâu dài, tính cách này càng bộc lộ rõ. Phụ nữ tuổi Giáp Dần khá thông minh, biết cách kiểm soát cảm xúc tình yêu của mình ở mức độ vừa phải, không quá mù quáng. Tuy nhiên, những cô nàng này dễ bị tổn thương. Những sai lầm nhỏ của đối phương cũng khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Họ thích hưởng thụ cuộc sống tự do, độc thân hơn là việc lập gia đình. Bởi vậy mà phụ nữ tuổi Giáp Dần kết hôn ở độ tuổi khá muộn. Dù khi đã lập gia đình, họ vẫn mong muốn duy trì một cuộc hôn nhân lãng mạn. Thủy chung, cô ấy sẽ luôn mang lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình, là người phụ nữ có trách nhiệm với con cái. Về gia đạo, trong gia đình họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha, một lòng chăm sóc cho gia đình. Có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn, nhờ giỏi giao tiếp và dễ đồng cảm, Giáp Dần đặc biệt gắn bó với gia đình bạn bè. Xét về bản năng, tuổi Dần không thực sự là con người của gia đình vì cần rất nhiều tự do cho bản thân và một lịch trình hết sức khó dự đoán. Tuy nhiên, Giáp Dần ổn định hơn trong cách sống và thể hiện cảm xúc dễ dàng hơn. Vì vậy họ là tuổi Dần duy nhất có khả năng xây dựng các mối quan hệ gia đình sâu sắc và bền chặt. Trong gia đình họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, nuôi dạy con cái, nên về già sẽ được hưởng lộc từ con cái, cuộc sống đời an nhàn thảnh thơi. Về phương diện sức khỏe, theo tử vi chọn đời, sức khỏe của Giáp Dần thời trẻ sung sức, nhưng từ trung vận trở đi do áp lực cuộc sống và nhiều phiền muộn lo nghĩ nên không được tốt lắm. Bệnh nặng thì ít nhưng lại dễ đau ốm, bệnh vặt tìm đến. Áp lực do phiền muộn cuộc sống cũng khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Nữ mạng tuổi Giáp Dần cần hết sức lưu ý tới các bệnh phụ khoa và bệnh cũ dễ tái phát. Một khi phát bệnh thì triệu chứng nặng hơn, người vừa khó chịu mà tiền cũng hao nhiều hơn. Nam mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, huyết áp. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến thương tật tay chân, đi lại khi tham gia giao thông cũng cần phải hết sức chú ý. Ngoài ra, Giáp Dần cũng là người dễ bị kích động, tính tình nóng nảy, bộc trực, không kiểm soát được cảm xúc, cần giữ tinh thần thoải mái, đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Người sinh năm Hổ là chúa tể của muôn loài, mang trong mình sức mạnh dồi dào nên đa phần sức khỏe khá tốt, dũng cảm can trường, thích mạo hiểm, ưa kích thích, cần chú ý cẩn trọng đừng quá hiếu động mà gây tổn thương cho bản thân. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng riêng, người tuổi Giáp Dần sinh vào tiết đầu xuân, thường có cốt cách quý, ý chí kiên cường, vang danh bốn biển, số lợi danh song toàn, con cháu thành đạt hiếu thảo. Sinh tháng 2 là người mưu lược trí tuệ, có chí lớn, có thể dựng nên đại nghiệp, được mọi người kính trọng. Sinh tháng 3, số có uy quyền, tạo dựng được sự nghiệp hiển hách, nối được nghiệp tổ tông. Sinh tháng 4, sinh vào tiết Lập Hạ trong lành ấm áp, nên có tướng làm quan du ngoạn khắp nơi, gia đình hòa thuận, con cái đỗ đạt hiền lương, cả đời ít bị phiền não, mọi việc thuận lợi. Sinh vào tháng 5, là người văn võ song toàn, tự thân lập nên sự nghiệp vẻ vang, được mọi người khâm phục, có số phú quý. Tuổi Giáp Dần sinh vào tháng này không nên quá cứng nhắc trong quan điểm và việc ứng xử, nếu dũng cảm xông pha ắt nên nghiệp lớn. Sinh tháng 6, sinh vào tiết Tiểu Thử, là người có ý chí khí phách, khoáng đạt, lạc quan. Tuy vậy số lại không gặp thời, có hoài bão và trí lực, nhưng sự nghiệp khó thành. Sinh tháng 7, sinh vào tiết Lập Thu, tài giỏi hơn người, có tầm nhìn xa trông rộng, kiên cường, gan dạ, nếu biết khắc phục khó khăn sẽ có được thành công lớn. Sinh tháng 8, là người ôn hòa, thông minh nhanh nhẹn, biết nhìn xa trông rộng, giỏi ngoại giao, giỏi quản lý, nếu theo nghiệp viết văn sẽ trở nên nổi tiếng. Sinh tháng 9 âm lịch, người tuổi Giáp Dần sinh vào tiết Hàn Lộ, thường không gặp thời, tuy có tài mưu lược nhưng thiếu ý chí, thiếu kiên cường sống dựa dẫm vào người khác nên không thành nghiệp lớn. Sinh tháng 10, là người ôn hòa, thông minh nhanh nhẹn, có nghĩa khí, quan hệ rộng nhưng sự nghiệp lại gian nan, số lập nghiệp xa quê, tuy có ý chí nhưng đơn độc nên khó thành. Sinh tháng 11, sinh tuyết đại tuyết, là người khí chất tiên cường, sự nghiệp tuy có khó khăn trắc trở nhưng hay gặp may bất ngờ, nếu biết nắm bắt thời cơ và khéo léo ứng xử thì mọi khó khăn sẽ qua đi nhanh chóng, là người có gia vận phức tạp thiếu thốn, tai họa bất thường nên đề phòng và chế ngự những điều xấu. Sinh tháng 12, tuy rất tự tin nhưng luôn phải lo âu, số kém may mắn, lành ít giữ nhiều thiếu thốn, nếu biết thủ thế cẩn trọng
sẽ có được may mắn hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. Quý vị thân mến, cuộc đời có 3 đạo lý nhân sinh, dù đơn giản nhưng hoàn toàn có đủ sức mạnh làm thay đổi phong thủy và vận số một con người. Cổ nhân dạy, 3 đạo lý nhân sinh vượt trên cả phong thủy, muốn được gặp quý nhân hưởng phúc suốt đời, hãy sửa tướng theo cách cổ nhân truyền dạy dưới đây. 1. Không được đánh mất chính mình. Làm người đừng sợ gặp chuyện khó, vì có gian nan mới tăng cường khả năng chịu đựng và khai thông trí tuệ. Cổ nhân có câu, dựa vào núi thì núi đổ, dựa vào mẹ thì cha mẹ già, dựa vào anh chị em thì họ sẽ lẩn tránh. Chỉ có bản thân mới có thể nâng đỡ được chính mình. Gặp chuyện khó đừng sợ hãi mà chạy trốn. Đừng vì miệng lưỡi thế gian mà buông bỏ mục đích của mình. Không ai có thể vượt qua cơn bão, nhưng khi qua được sẽ hoàn toàn mạnh mẽ, bản lĩnh và trưởng thành. 2. Càng gặp khó khăn lòng càng phải tĩnh lặng. Ở đời gặp chuyện phức tạp khó khăn, làm thế nào cũng không thể giải quyết được. Trước khi nóng giận, than trời trách đất, đổ lỗi cho hoàn cảnh, con người phải giữ tâm tĩnh lặng, lòng càng tĩnh trí càng sáng, sẽ nhìn rõ đúng sai trong quá khứ và phân định chính xác con đường cần đi trong hiện tại. Ông trời không cho ai tất cả, đường đến thành công không trải đầy mật ngọt mà luôn hiện hữu chông gai. Người giữ tâm tĩnh lặng sẽ biết nhìn xa trông rộng, không chấp chuyện nhỏ nhặt và luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình. Muốn thành công lớn cần để lòng tĩnh lặng như con sông, luôn hướng về biển cả bao la rộng lớn. Thay vì đốt thời gian vào việc trách móc đố kỵ người khác, hãy tập tu dưỡng tự hoàn thiện chính bản thân mình. Chúng ta thường nói, quy luật của là bất biến, con người trong cuộc sống thường quên đi sự tĩnh tại, trái lại còn cố hết sức đi làm tiêu hao chính mình, mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến. Chính là từ trạng thái tĩnh mà sinh ra, từ không không mà đến. Vì sao mà con người ta bận rộn cả ngày đến đêm lại thấy buồn ngủ? Chính bởi vì con người cần trạng thái tĩnh. Đầu óc không nghỉ ngơi là không được, có đôi khi phải xử lý một chuyện phức tạp khó khăn, không làm sao giải quyết được, vậy thì trước tiên phải buông tâm xuống. Tĩnh tại lại không suy nghĩ gì hết, bỗng nhiên từ trong tư tưởng lại xuất ra một phương pháp có thể giải quyết vấn đề, đây chính là tác dụng của tĩnh. Nếu như bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc bị bức bách, các dây thần kinh đều căng thẳng, cùng không chết cũng bị bệnh. 3. Kết giao bằng hữu. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, phải biết chọn bạn mà chơi, bạn hữu không phải chỉ trên bàn nhậu, cùng tận hưởng những khoái lạc xa hoa phù phiếm. Để rồi khi gặp khó khăn lại thân ai nấy lo, kẻ tiểu nhân làm việc ân huệ thì luôn nhớ, nhận được ân huệ lại chóng quên. Người đáng để kết giao, dù bình thường lạnh lùng hiếm khi nói lời hay ý đẹp, nhưng lúc hoạn nạn liền ra tay giúp đỡ, kết giao không phân biệt sang hèn, đừng tìm những nơi mật ngọt nhưng chết ruồi, thay vào đó hãy tiếp thu những lời chân thật, dù khó nghe nhưng lại thật vô giá. Giống như ly trà, lúc uống vào thì đắng, nhưng sau đó đọng lại là vị ngọt thanh tao. Hơn nữa, vào thời hiện đại như bây giờ, việc kết giao nhiều bạn bè mở rộng mạng lưới quan hệ sẽ giúp bạn có lợi thế vô cùng lớn trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Khắp bốn phương đều là bạn bè, người giúp ta, ta giúp người, những mối quan hệ song phương đều có lợi. Chính là chìa khóa kết nối của xã hội, những người ít mối quan hệ xã hội sẽ phải chịu một thiệt thời đáng kể, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên kết bạn tràn lan. Trong cuộc sống, có nhiều người đam mê giao tiếp và rất quảng giao, họ quen biết nhiều người và dường như làm bạn với tất cả mọi người. Tuy nhiên, người thực sự trưởng thành khôn ngoan lại hiếm khi quá quảng giao. Họ không muốn dành nhiều thời gian kết giao tương tác với bạn bè vì họ bị cuốn hút vào những mục tiêu lâu dài hơn. Họ kết bạn một cách chọn lọc và tinh tế bởi những lý do sau đây. Đầu tiên, thời gian của chúng ta là có hạn. Thay vì dành nhiều thời gian để kết nối, làm quen với nhiều bạn mới, người khôn ngoan hiểu rằng dành thời gian để cải thiện bản thân là điều sáng suốt hơn nhiều. Họ hiểu rằng mỗi người chỉ có thể kết nối thực sự trong một vòng tròn với những người cùng cấp và có thời gian để đi cùng những người đó, để duy trì cái gọi là tình bạn. Tốt hơn là bạn nên học hỏi nhiều hơn để cải thiện khả năng khác nhau, đọc nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, làm cho cơ thể và tâm trí của họ hạnh phúc, cuộc sống phong phú và đầy màu sắc, tự trau dồi và kỹ năng lâu dài, điều này có tốt hơn không? Thứ hai, nếu chất lượng bạn bè không cao, có nhiều bạn cũng vô ích. Những người thông minh biết rằng không phải tất cả bạn bè đều có thể trực tiếp hoặc gián tiếp trở thành những người trợ giúp trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Không phải là họ không muốn kết nối với nhiều bạn bè, nhưng điều họ muốn là những người bạn thực sự, những người có cùng chí hướng, có thể thành xương sườn trong cuộc sống của họ, chứ không phải là nhận những con cáo làm bằng hữu. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.